Xin chào mọi người, giờ mình đang tại nhà em cái của mình. Em cái của mình đi về Việt Nam, hôm nay là em cái của mình qua lại đây. Cho nên là mình qua nhà em cái để nấu đồ ăn, tối nữa đi đón em cái. Tại vì sợ em cái đói bụng á, cho nên mình qua đây mình làm đồ ăn để em cái tới đây là có đồ ăn sẵn á. Hôm nay là mình sẽ làm bún bò Huế, tại vì em cái của mình biểu mình làm bún bò Huế, cho nên là giờ đang nhặt rau trước, xong rồi mới làm nước sốt sau nha. Tại vì nước sốt thì mình dùng bằng thịt bò, cái vai hay là cái bò bắp, cái nào cái kia thôi, chứ không có xương bò. Tại vì mình đi kiếm ở chợ không có xương bò, nên mình nấu cái gì mình có thì mình nấu cái đó thôi. Mình chỉ quay sơ sơ thôi nha, tại vì nếu quay kỹ sợ video nó sẽ rất là dài, tại vì nấu bún bò rất là lâu chứ không phải nhanh gọn gì hết. Đây là rau ở nhà mình á, rau tự trồng nha mọi người. Đó, rất là ngon luôn, không có phân hay là không có thuốc gì hết mọi người, nó rất là sạch sẽ luôn. Rau này là mình rất là thích luôn, ăn với bún bò Huế nó rất là thơm luôn á, cho nên là mình rất là thích ăn rau này. Hồi nãy đi chợ cũng có bắp chuối, nhưng mà mình biến bào á, cho nên là mình không có lấy bắp chuối được, mình chỉ lấy cái rau gì ta, rau muống á, một mặn rau muống. Rau muống nè, tí nữa mình nhặt mấy cái lá này nên mình sử dụng. Ôi ngon đấy, bị khoai à, nó gà tay này cả đó. Tí nữa mình nhặt cái lá này mình bỏ mấy cái lá mà bị hư như thế này mình bỏ, còn lá còn dùng được á thì mình xào với tỏi nha. Còn tầm này tí nữa mình sẽ làm chung với rau, các loại rau này mình ăn bún nha. Đây, lá này siêu to luôn, quá là đẹp luôn á. Em gái của mình nha mọi người, em gái của mình giúp mình luộc bún khô nha mọi người. Nhà của mình bị nơ bún sữa. Thế sao hả? Em thơ thơ hả? Ôi. Cái này là do heo nha mọi người, mình vớt ra xong rồi mình rửa sạch nha. Mình cái này là mình trụng cho nó sơ sơ thôi, cho nó không có bị tanh, không có bị mùi cái do heo. Trong này mình bỏ gừng với lại hành tím ấy. Xong rồi muối nữa, chút xíu muối. Đó, hết rồi nè.
Giờ mình đi rửa sạch cái này nha. Chỗ này là thịt bò này, mình đã trụng sơ rồi nè. Mình rửa sạch cái này. Hôm nay mình mua giò heo rất là ngon luôn mọi người. Người ta chắc sẵn cho mình như thế này rồi. Chỗ này là bún nè mọi người. Đây là bún nè, đây là các loại khi nào mình làm nước súp xong á, mình ăn bún rồi mình bỏ cái này ở trên á. Hay mà mình thiếu ngò bí nhưng mà không có sao. Em trái của mình đang quay cho mà mình không biết nó quay có được không nữa. Rồi này, như thế này là được rồi nhá, sạch rồi nhá. Đi chợ á, không có xương bò, không có xương heo luôn mọi người. Cho nên là mình có cái gì mình nấu cái đó nha. Đây mọi người, đây là đằng sau nhà của em gái mình nha mọi người. Mình đang đợi ông xã đem bắp bò. Tại vì đi chợ không có thói bắp bò mọi người, cho nên biểu ông xã đi lấy bắp bò mình mua lâu rồi, để trong tủ đá ở nhà, cho nên biểu ảnh đi lấy, cho nên là ảnh chưa có quay lại, cho nên là chưa có nấu nước súp được. À, cho nên là mình đang đợi ở ngoài này quay cho mọi người xem vườn nhà của em cái mình nha. Ủa, cái này sắp chết rồi này mọi người, lúc trước rất là nhiều luôn, giờ sắp chết hết rồi. Ủa, mình tưởng là cái này là khổ qua rừng ấy. Nhưng mà cái này là chắc không phải đâu mọi người, trái nó khác quá nè, coi nè trái nè. Đó. Mình không biết cái này là cái gì. À, nhà em gái của mình này, đằng sau cái này là vườn nhà người ta nha. Này, vườn nhà người ta. Còn đây là vườn nhà của em gái mình này, đằng sau này là có sân người ta đánh cóp á.
Chỗ này mình đã cũng có tới đây quay rồi mọi người. Đây là bắp nè, cà nè. Tí nữa mình sẽ hái cà nha. Đây cà này, chắc mình hái luôn qua. Tại vì cà này mình ăn cỡ này nó mới ngon chứ để già rồi ăn hết ngon rồi. Đấy. Đây dưa hấu nè mọi người. Sao chữ cái này không có trái rồi trời. Không có trái. Hôm bữa mình tới đây rất là nhiều trái luôn, giờ không có nữa. Chắc em cái của mình em út của mình ấy, chắc nó hại trước rồi mà. Tại vì em cái thứ hai của mình về Việt Nam là nhờ nhờ em út qua đây coi nhà giùm ấy, cho nên là chắc nó hại rồi. Đây. Đây mọi người, dưa leo này chín rồi nha, chắc để hạt nha. Với lại dưa leo này ăn nó đắng lắm mọi người. Hôm bữa mình cũng có tới đây hái ăn thử, nó đắng lắm, đắng kinh khủng luôn, không ăn được. Này bắp này già rồi nè, bắp già rồi, cái này cũng già rồi nè. Đây già rồi, tí nữa mình cắt, mình bẻ bẻ cái bắp để mình luộc. Đây dưa hấu này siêu to luôn, cái này to lắm luôn, không biết chín hay chưa nữa. Ớt mọi người. Đây, bên này này sắp chín rồi này. Cũng có trái chín rồi này, ớt này. Đây, dưa leo nè. Mình kiếm ớt này để mình ăn bún nha. Đây dưa leo này cũng ra trái quá trời luôn, nhưng mà đắng lắm mọi người, không ăn được nên là mình không muốn hái đâu. Đây cái này già rồi nè, siêu to chưa, cái này là to lắm luôn á. Đây đó, cái này già rồi. Quay xả nè. À, bên này cũng có nè. Đây, ba trái luôn nè. Đấy, bên kia nữa. Mọi người ơi, mọi người đi theo mình đi chắc đi bẻ bắp nha. Để luộc tí nữa mình ăn nha. Để hồi nãy mình ra ngoài á. Tại vì hồi nãy mình ra ngoài mình thấy bắp già rất là nhiều luôn. Mọi người theo dõi nha. Đi theo mình nha. Đây mọi người, già rồi nè. Cái này thì chắc em cái của mình, em út của mình đẻ rồi nè, nên không có trái nữa. Giờ mình cắt cái này. Cái này chắc gì vậy?
Đấy, già rồi nè mọi người. Đấy. Già rồi, ngon lắm. Sao cái bắp này nó chỉ có một cái thôi ha, thường mình thấy bắp nó có hai ba cái mà cái này chỉ có một cái thôi à. Tí nữa mình để lại hai ba cây để em cái của mình là để lại để lấy hạt để năm sau mình trồng thêm nha. Cái này mình để lại đi ha. Không biết cái này là bắp nếp hay là bắp gì nha, mình không có biết nha. Mình chỉ biết bắp thôi, mình không biết loại bắp gì luôn. Bữa này mình để lại nha. Vào cái này lại mình cũng để lại luôn nha. Sao cây này lại không có hạt ha, không có trái. Khoai thì cái tắt lấy chừng cái khoai nghe không chừng bị trông. Thả anh thoáng. Thank you.
chỗ này chưa cái da đâu mọi người, mình để lại nha. Cái này chắc chưa da. Quay đấy. Ừ. Xong rồi nha mọi người. Mấy cái này chưa có già đâu mọi người, cho nên mình không có bể nha. Đây mọi người, được bao nhiêu đây nha? Đủ ăn rồi đấy. À, giờ mình vô trong nhà á, nắng lắm, ở ngoài nắng lắm mọi người. Vô trong nhà thôi. Chó này to lắm luôn, siêu to luôn. Mình xào xả trước nha mọi người, tại vì mình cần ướp thịt bò để cho nó thấm, cho ăn cho nó đậm đà, cho nó ngon. Tại vì mình không có chung ấm nên không có nước lèo được, cho nên là mình làm cái thứ này mình làm nước dục luôn. Mình xào cho xả nó thơm rồi mình mới bỏ hành tím vô nha. Xả này là mình mua sẵn người ta cách nhà nhỏ giùm mình luôn á, cho nên là mình không cần cắt nữa. Cái này rất là tiện luôn, tuy là không có thơm giống như xả mình tự tự trong hay là cái gì đó, xả mới, tại vì cái này là xả trong người ta để trong tủ đá. Đây, xả thơm rồi nè, mình đổ hành tím nha, xào cho hành tím thơm rồi mình nha. Ném gia vị trong này. Khi nào hành tím thơm rồi mình mới ném cái gì, bắt lên mà đây mọi người. Hành tỏi nó thơm rồi mình múc cái nước dùng của nước dùng cái gì ta, mâm rốt á, mình nấu lên hồi nãy. Đây mình mất 3 muỗng trong này nha. Xong rồi mình nếm đường thì mình nếm 3 muỗng. Cho xà té nha. Cho nước mắm nha.
cho bột ngọt. Để bột ngọt. Khi nào gia vị nó tan tan hết rồi mình mới tắt bếp nha, xong rồi mình mới đi ướp thịt nhé. Đây mọi người, giờ mình tay của mình rửa sạch rồi nha, nên là mình ướp ướp thịt bò luôn nha, cho nó thấm gia vị nha. Ướp lúc nóng như thế này nó mới thấm gia vị nhanh hơn nè. Mấy cái này toàn là thịt bò không nè, không có ta, không có thịt lợn đâu mà. Muốn mua xương xương ống thịt lợn á, nhưng mà không có. Xương ống thịt bò cũng không có luôn, cho nên là mình có cái gì mình đã làm cái đó, tại vì đi chợ mà đi ba chợ luôn mà không có cái gì luôn mọi người. Ngày xưa là chợ Việt Nam ấy, họ không có bán cho người ta, họ bán rất là đủ các loại đồ ăn hay là gia vị Việt Nam ấy, giờ người ta bán nhà đó cho người ta rồi nên gia vị kiếm hơi khó chút xíu. Mình ướp tầm 30 phút nha, xong rồi mình mới nấu lên nha. Có giờ thì ướp 1 tiếng hay là 2 tiếng cũng được. Mình thì không có giờ đâu, cho nên mình ướp tầm 30 phút là mình đi nấu. Cái nồi này hơi nhỏ. Kệ đi. Đây mọi người, nước súp của mình nè. Hồi nãy là mình chưa kịp quay phim do là lo nói chuyện quá. Kể lại chuyện tình cũ cho nên là không có tập trung, quên quay phim luôn. Đây mình mới bỏ cái thịt bò mà mình ướp hồi nãy á. Đấy, mình mới bỏ vô nè. Giờ mình nấu cái này là 1 tiếng, sau đó mình mới bỏ cái đùi heo hồi nãy nha. Này, mình nấu cái này tầm 1 tiếng, sau đó mình mới bỏ cái này vô. Cái này là mình ướp, mình trụng sơ hồi nãy á. Tí này mình nấu cái này xong 1 tiếng rồi mình mới bỏ cái này, mình nấu thêm tầm 30 phút xong mình vớt cái này ra nha. Còn gia vị hồi nãy này mình chưa có đổ hết nha, mình chỉ bỏ cái thịt thôi, còn gia vị này thì sao mình bỏ, mình đổ vô trong đó chứ không phải bỏ, mà là đổ vô trong trong cái nồi. Này, nước súp của mình này siêu to chưa. Còn bên này là mình đang luộc bắp, mình mấy đi bẻ ở ngoài á. Giờ mình cho muối nha, cho nó thấm gia vị nha. Cho muối trong này.
đường phèn. À, khó quá, vừa quay vừa ấy nó khó. Ê, daddy, help me, man. Đường phèn. Đoạn đường phèn nhé mọi người. Đây mọi người, nước súp của mình đã nấu được tầm 40 phút rồi nè. Tại vì thịt bò nó nhỏ nhỏ cho nên là nếu mà ai mà mua bắp bò hay là vài phần cái gì đó nó to to thì mọi người nấu tầm 1 tiếng hay là 1 tiếng rưỡi nha. Còn cái này là loại thịt bò nhỏ nhỏ thôi cho nên là mình nấu tầm 30 phút thôi. Giờ mình bỏ cái này là thịt lợn. Mình nấu thêm là tầm 20 phút hay là 30 phút nha, xong rồi mình mới vớt ra nha. Loại này trong cái nồi nha. Cái này là hành tây nè. Hành tím nè. Xong rồi khóm nè. Nấu thêm tầm 30 phút nha mọi người. Đây mọi người, chín rồi nè mọi người. Đây, chín hết rồi. Giờ mình lấy ra nha. Mình lấy ra mình để trong tủ lạnh. Khi nào nguội rồi mình mới cắt ra nha. Cắt ra nhỏ nhỏ. Ngon, thịt bò ngon quá. Cái này to lắm nè, không biết chín chưa nữa. Chín rồi. Nhiều quá.
À còn quay tao ấn nó tắt luôn á, tao cắt nhanh đi. Đây mọi người, cái nồi mà hồi nãy mình vớt ra cái giò heo với lại thịt bò xong rồi. Giờ mình lấy nước mâm rốt này nha. Mình lấy nước trống thôi, nước trống trống. À, mình đổ vào trong này. Nếu mọi người không có ăn được cái mùi á thì mọi người làm một 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 muỗng này thôi nha. Mọi tông sạch nhưng mà mình bày đi. Xong rồi giờ mình nếm gia vị nha. Ui xì xì luôn. Mình cho hạt nêm này. Thử nha, tại vì hồi nãy mình lúc mình làm sa tế mình có nếm bột ngọt với lại đường rồi, cho nên là trước khi mình thêm cái bột ngọt hay là đường hay là nước mắm á, thì mình nên thử trước nha. Thì mình lấy muỗng nè, muỗng nhỏ. Chưa có mặn cho lắm, tại vì tí nữa mình ăn chung với bún với lại rau, cho nên là mình nếm thêm nước mắm nè, một muỗng nước mắm nè, chắc một muỗng rưỡi luôn. Tại vì em gái của mình không có ăn ngọt được, cho nên là mình không muốn nếm nhiều đường hay là bột nêm hay là bột ngọt á, mình chỉ nếm chút chút thôi. Mà cái này á mọi người muốn vớt ra cũng được nha, mình thì muốn để như thế này cho chất nó ra hết, cho nó thơm á. Sả nè hay là hành nè, tại vì hành nó chưa có nở ra hết á, đây chưa có nở hết á, cho nên mình để như thế này luôn. À, mình đợi sôi rồi mình thử lại một lần nha. Đây mọi người, nước súp của mình đã xong rồi nè mọi người. Đáng lẽ là mình đợi đi đón em cái của mình từ Việt Nam qua đây xong rồi mới ăn chung, tại vì em cái của mình nói là hôm qua nói chuyện với mình á, nói là tới đây là 8 giờ nhưng mà giờ do là nick đem theo đồ nhiều quá nên người ta giữ lại á, nên giờ đang đổi lại chuyến chuyến bay rồi, không phải đổi mà là đổi giờ mọi người, cho nên là tới đây là 9 giờ tối. Cho nên là gia đình của mình đợi không nổi nữa, tại vì từ sáng tới giờ chưa có ăn gì hết, cho nên là giờ gia đình của mình ăn trước nha. Ăn trước xong rồi mới đi đón nha. Đây, mình đói lắm rồi cho nên mình vớt một tàu xưa lửa luôn, tàu bự luôn. Mấy đứa nhỏ ăn rồi mọi người, cho nên là mình ăn sao nhìn rất là hấp dẫn luôn.
nhưng mà hơi tiếc không có tương ớt với lại nước gì ta quên mất tiêu rồi. Tương ăn phở nhưng mà không có, mình tưởng là nhà em cái của mình có cho nên mình không có mua, giờ đi kiếm khắp nơi không thấy. Này ngon chưa, giờ mời mọi người ăn chung nha. Đây mọi người, đây là các cái loại salad này, rau này, rau rau thơm này, giá này, các cái loại này này. Giờ mình mời mọi người ăn chung nha. Đây, ăn thôi. Mình thì ít ăn rau lắm mọi người, có lúc nó điên điên khùng khùng là thêm ăn rau, có lúc thì lại không có thích mọi người. Cái này là nước mắm nè, nếu không có mặn thì mình làm chả mắm nha. Giá nè, câu hơi nhỏ mọi người, miếng chanh nè. Giờ mới 7 giờ thôi mọi người, 7 giờ mới à, 8 giờ mình mới đi được, đi sớm quá sợ sợ mấy đứa nhỏ khóc á, sợ mấy đứa nhỏ không chịu đợi á, cho nên là 8 giờ mình mới đi nha. Nè, xong rồi. Ngồi ăn thôi, có muỗng không? Lấy một muốn chạy kêu you know it but you have to cut yourself meat in the freezer not whole yet. Phút mình nước trước nha mọi người nha. Ngon quá, đậm đà vừa ăn luôn. Đúng nha. Ngon lắm mọi người. Mọi người ơi, gia đình của mình ăn xong rồi, giờ cũng 8 giờ rồi mọi người, giờ mình chắc mình xin dừng cái clip tại đây nha, tại vì video ở nhà em gái từ buổi sáng tới buổi chiều hôm buổi sắp tối rồi mọi người, cho nên là gia đình của mình cũng chuẩn bị đi đón em gái rồi. Giờ video hôm nay là mình nấu đồ ăn cũng như là quay vườn nhà em gái thì mình quay tới đây thôi nha. Nếu mọi người muốn xem video tiếp theo đi đón em gái của mình ấy, thì mọi người nhớ đón xem video tiếp theo nha mọi người. Video của giờ mình xin dừng cái clip tại đây nha ba mọi người. Bye bye. Con mình khóc lắm mọi người, không tại vì mới ngủ dậy á chưa có mở mắt đó mọi người. Giờ bye mọi người nha, bye bye. Hẹn mọi người video tiếp theo nha ba mọi người, đi theo gia đình của mình thôi.